đây bằng tầm đinh cái tay vậy đó, đó đó đây ngon quăng nó rung quá chứ. Dạ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rung đâu mà rung, cái tay mà nó rung. Chừng cái điện thoại rất cây bẩm ở dưới chứ đừng nói. Đây là các bạn ếch bây giờ mua ở chợ Tân Mỹ về, giờ đem quý vị đây trong phóng sanh cho quý vị. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Các bạn ếch đi nghe quá bữa bỏ thân rất xanh này, quy tâm bảo phát Bồ Đề Tâm niệm Phật A Di Đà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi rồi, rớt cái điện thoại con. Đây là cá chép bầu mua ở ngoài chợ nha. Đây là cá chép bầu mua chợ Tân Mỹ nè. Con đây là 3 kg nè. Đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi, giới thiệu anh chị các bạn đây là cá rô nha. Cá rô đây mua ở chợ Tân Mỹ nè, đó. Rồi. Rồi mẹ để đó. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Anh ếch nhảy ra rồi. Dạ đây là cá kiều. Mua ở gần chợ. Rồi, A Di Đà Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Rồi quay 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 quay. Đây quay ếch đây. Đây là cá tri có bầu chữa, mua chợ Tân Mỹ. Rồi. Ừ. Nhà giới thiệu đây là đem về bây giờ phóng sanh quý vị. A Di Đà Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đây là các bạn cá tri. Bây giờ quy tâm bảo phát Bồ Đề Tâm bỏ thân rút sanh niệm Phật A Di Đà phát nguyện gì đây phương cực lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.